yêu người yêu đời nên tôi chọn màu áo trắng. Bây giờ cái này là hình nghĩa là khai sinh á. Cảm xúc của anh lúc này như thế nào khi nhớ về cái khoảnh khắc lúc đó? Cảm xúc là rất là sung sướng. Cảm giác như nếu mình thai nghén bao nhiêu năm và bây giờ mình đẻ ra được một cái đứa con, và cái đứa con đó thực sự là mạnh mẽ và nó đang có một cái tiềm năng phát triển rất lớn. Và nếu như mà mình không có cái hội này thì cái ngành tạo hình thẩm mỹ nó không bao giờ có thể phát triển tốt. Cho đến nay mình nhìn lại về quá khứ thì chúng tôi thấy rõ ràng là chúng tôi đã trải qua một hành trình rất dài để có được những cái thành quả của ngày hôm nay. Đây là một cái nền tảng mà chúng ta đã có, thì chúng tôi mong rằng trong tương lai từ cái nền tảng này chúng ta sẽ phát huy hơn nữa. Trong cái ngôi nhà hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam này, chúng ta sẽ trang hoàng hơn, chúng ta sẽ xây dựng thêm những tầng cao hơn. Cái điều ước mong của chúng tôi là cái hội tạo hình thẩm mỹ của Việt Nam nó phải lớn mạnh và nó phải thực sự ngang tầm với những cái nước lớn ở trên thế giới. Nếu mà mình nhìn kỹ cái thực lực của mình, trình độ của mình so sánh với thế giới thì chúng ta phải thấy rằng là giữa họ với chúng ta có một cái khoảng cách mà không phải là nhỏ về trình độ. Và bây giờ muốn mà xóa được cái khoảng cách đó, muốn đuổi kịp họ, vượt qua họ, theo tôi cái quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái quyết tâm rất lớn trong từng người. Và cái thứ hai là chúng ta phải đoàn kết. Phải đoàn kết rất tốt thì chúng ta mới có cái sức mạnh thật tập thể để chúng ta vượt qua những khó khăn và chúng ta có những thành quả tốt. Đó là tôi rất cảm ơn công sức của bao nhiêu người, bao nhiêu lĩnh vực đã đóng góp vào trong cái việc xây dựng thành công bước đầu ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Việt Nam. Và trách nhiệm của những người mà hiện nay đang ở trong hội là phải tiếp tục làm sao để chúng ta xây dựng, chúng ta phát triển hội lên một cái tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn, theo kịp với cái đà tiến của thế giới.